Đây là những hình ảnh trong hành trình khám phá văn hóa Bình Dương, Củ Chi bằng buýt sông trong thời gian một ngày do nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử, du lịch thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Khởi hành lúc 7 giờ sáng tại bến buýt sông Bạch Đằng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên sẽ ngược dòng lên bến dưới Củ Chi để tham quan địa đạo. Sau đó trở về thủ đô một với cụm di tích ở trung tâm, lò gốm, lò lưu truyền thống và nhà vườn Lái Thiêu trước khi quay về lại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có nhiều con đường bộ nhưng chúng ta chỉ có một dòng sông. Và độc đáo là gì? Khi đi trên sông, khi khách bước lên tại bến chỗ điểm khởi hành thì họ đã cảm nhận được là bắt đầu chuyến đi du lịch. Khi khách bước xuống thuyền, hai bên dòng sông bàn bạc những lý tre, bàn bạc những làng quê, bàn bạc bên này thì đô thị nhộn nhịp phát triển, bên này thì thơ mộng sông nước im điềm. Thì như vậy là đã du lịch rồi. Dẫn đầu đoàn khảo sát, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, trưởng khoa Văn hóa học Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Sau hai chuyến đi khảo sát diễn ra vào giữa và cuối tháng 3 năm 2022, bản thân ông và nhiều chuyên gia nghiên cứu văn hóa nhận thấy dường như tài nguyên du lịch đường sông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngủ quên trong thời gian khá dài. Cần nhớ rằng là trong suốt mấy trăm năm qua thì người Việt Nam chúng ta đó đi từ Trung Bộ, Bắc Bộ vào thì chúng ta tiếp cận cái vùng Nam Bộ này và xây dựng nên cái cơ ngơi là Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là bằng cái đường sông đi từ biển vào. Thế nhưng mà bắt đầu từ khi chúng ta bước lên bờ, chúng ta phát triển hệ thống đường bộ, rồi là xây dựng nên làng xóm, rồi thành phố đô thị, cho đến nay hình như là chúng ta cũng bỏ quên các dòng sông này. Thì cái chuyến đi của chúng tôi ngày hôm nay cũng như chuyến đi trước đó thì phát hiện ra rằng là chúng ta để quên cái tài nguyên này quá lâu, và đã là lúc thiên thời địa lợi và nhân hòa, chúng ta cần phải đánh thức những cái tiềm năng này. Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể tổ chức nhiều tour khám phá đường sông với nhiều cung đường khác nhau. Đối với khách nước ngoài, khi muốn tìm hiểu về lịch sử văn hóa, có thể được đưa đến địa đạo Củ Chi. Dọc đường, thiết kế các trạm dừng chân để nghỉ ngơi, ăn uống, kết hợp các hoạt động giải trí, khám phá các tín ngưỡng tôn giáo ở Bình Dương. Đối với khách phổ thông có cung đường ngắn hơn, có thể đi từ bến Bạch Đằng, đi dọc đường sông để trải nghiệm cuộc sống hai bên bờ. Đến đầu bên kia chính là thủ dòng một. Tại đây có một loạt cơ sở tín ngưỡng tôn giáo như chùa Hội Khánh, mô hình nhà cổ Nam Bộ, chùa Tây Tạng. Đi vào trung tâm có nhà thờ Phú Cường, miếu bà Thiên Hậu với lễ hội đặc sắc diễn ra hàng năm. Tôi nghĩ là đối với một cái đô thị hiện đại và nhịp sống hối hả như Thành phố Hồ Chí Minh thì giới trẻ chúng ta cũng có một cái nhu cầu để mà được hòa mình trong cái không gian sông nước, để mà chúng ta có thể đắm mình trong cái yếu tố tự nhiên, để hiểu được rằng là thành phố này, cộng đồng chúng ta và bản thân chúng ta nữa được nhờ cái phúc của dòng sông, và đến lúc chúng ta cũng phải hiểu về cái cội nguồn của dòng sông. Cái việc mà khai thông hai đầu của dòng sông này cũng là cái cách để mà chúng ta khơi thông cái linh khí của dòng sông Sài Gòn, dòng sông mẹ của cư dân Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Ông Nguyễn Kim Toản, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thường nhật Sài Gòn Waterbus cho biết, một chuyến tham quan bằng buýt sông theo lộ trình như trên, chi phí di chuyển không quá 500.000 đồng mỗi người, chưa bao gồm chi phí ăn uống. Hiện nay khách đã có thể đặt tour với nhiều lựa chọn cung đường tham gia thú vị, hấp dẫn.